Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bộ chậu vòi kết hợp với một cái máy lọc nước khá là lớn được mình đã bố trí linh hoạt bên dưới chiếc chậu rửa này. Thì như mọi người được biết đó, bên dưới chậu rửa mình rất là thích làm những cái ngăn kéo, bởi vì ngăn kéo giúp chúng ta khai thác được ở cái mặt là thuận tiện hơn so với những cánh cửa mở. Và chưa kể là cái máy lọc nước nó to như thế kia, nếu chúng ta biết cách tối ưu nó, xếp nó gọn vào bên trong, những cái phần như là nước cấp nè, nước xả nè, gia điện nè, chúng ta bố trí nó đúng ngay từ đầu á, thì xét về mặt không gian nó rất là rộng với mọi người. Như mọi người có thể thấy nè, bên dưới nè, sức chứa của hai ngăn kéo này nó khá là lớn, còn bên trong máy lọc nước nó to như thế mà mình vẫn xếp nó gọn vào bên trong được. Rồi, đây là cái công đoạn mà mình gọi là xả đài cái bồn nước, để sau đó mình tháo nắp và kiểm tra thử là cái bộ xả này nó có bị rò rỉ hay không để mình chấn chỉnh luôn. Mỗi công tác này đều phải thực sự là nó chuẩn thì để cho nó không bị rò nước trong quá trình chủ nhà sử dụng. Nguyên nhân mà rò nước á, nó sẽ gây tình trạng bị hôi trong cái khoang này. Nhiều người lo lắng á, là làm cái ngăn kéo bên dưới chẳng khác nào mà nước nó sẽ chảy xuống dưới, rất là khó chịu và nhanh hư hỏng. Nhưng mà đầu tiên mình đã làm vật liệu nhựa, nó rất là bền và tốt rồi, nên những cái việc mà làm ngăn kéo bên dưới á, không phải là vấn đề gì khó khăn đối với mình cả. Nên là nếu chúng ta tham khảo được cái này á, thì nó rất là hay và hữu ích. Nó sẽ giúp chúng ta tối ưu về mặt không gian. Nhưng mà chúng ta cần nhớ nè, làm gì cũng phải cần có một cái bản vẽ để tính toán ngay từ giai đoạn ban đầu nha. Trước khi mà thi công á, thì bắt buộc chúng ta phải có số liệu tính toán hết, bố trí điện nước nó thật chuẩn nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hy vọng video ngắn này sẽ thật sự hữu ích với chúng ta và có một cái tư liệu để tham khảo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.